Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em sẽ thanh lý một chiếc âm ly Yamaha DSB AX1 khủng long đến từ hãng Yamaha. Con này thì nó sẽ có thiết kế trọng lượng cực khủng luôn, lên tới là 28 kg, và đặc biệt là một cái size rất là to nha anh em. Những cái dòng âm ly thông thường thì chiều ngang của nó là 43 cm, và với con này là 47 cm nha. Nó sẽ có thiết kế hai cái mái nhôm ở hai bên, nhìn rất là sang trọng. Và đặc biệt là chiều cao, những cái dòng âm ly thông thường là 17 cm, và với con này là 21 cm nha, cả gang tay luôn. Và chiều sâu của nó là 47 cm. Một chiếc âm ly to khủng đến từ hãng Yamaha. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chăm. Và đây là chiếc điều khiển từ xa, phụ kiện của Yamaha chỉnh full được các chức năng cơ bản của máy. Ở hai bên hông được thiết kế là hai cái mái nhôm, nhìn rất là sang trọng và khủng long nha, to khủng luôn. Rồi dòng này thì nó sẽ có kết nối cổng quang, và với con này thì nó bị hỏng cổng quang nên em sẽ thanh lý một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi. Và đối với cổng analog thông thường thì nó vẫn hoạt động bình thường lắm luôn nha, và nó sẽ có thêm chức năng là chỉnh được bass chép ba lăng như là những cái dòng âm ly stereo thông thường. Và thêm một chức năng cho chiếc đi này thì nó sẽ có thêm là chức năng là 6 cổng input. Với cổng này thì anh em có thể đưa 6 cổng vào, từ cái vang số đưa vào thì nó sẽ out tất cả các cổng nha, thì anh em ghép vang để chơi karaoke khá là hay. Với cái chức năng này rất là tiện lợi để cho chúng ta có thể tận dụng hết tất cả các cổng ra lo của chiếc đi Yamaha DSB AX1. Rồi nó sẽ có thêm chức năng là tăng cường bass nè, chức năng đi trực tiếp âm thanh nè, để anh em chơi nhạc mộc nha. Rồi sau đây thì em sẽ test hiệu ứng của nó luôn. Rất là lực nha anh em, tiếng bass lực và chép sáng nha. Và hiệu ứng là bass chép hoạt động ok hết luôn nha anh em. Ba lăng tăng cường bass nha. Về kết nối phía sau, và cái vết xước nhẹ ở bên hông nha. Kết nối phía sau đây, toàn bộ giắc cắm là mạ vàng hết nha. Cặp loa bắp chuối nè. Điện áp 100V và công suất của nó là 420W. To khủng luôn nha. Đây là cổng analog, anh em có thể để tín hiệu từ đầu đĩa xuống nha. Cổng analog đánh loa AB, A cộng B luôn nha. Đây trở kháng A cộng B là trở kháng tối thiểu là 12 ohm, A hoặc B là 6 ohm. Rồi thêm một cái chức năng nữa khi nãy em nói nha, đó là chức năng 6CH input đây, 6CH input. Rồi cái men là anh em cắm vào men nha, thì nó sẽ ra hai cái men đây. Rồi em sẽ thử thêm một cặp surround nha, cặp surround đây, cặp surround. Rồi ta sẽ cắm lên cái surround nha. Đây cặp surround trên đây. Rồi thêm hai lo nữa. Rồi em sẽ chuyển sang chế độ là 6CH input, giảm nhỏ volume lại, 6CH input đây. Ta phải nhấn cái nút 6CH input nha. Rồi. Tiếp theo nữa là center nha, center sub, đây là nó đi ra sub điện nha.
và ta sẽ ra một cái lo center nữa. Đây center. Rồi hoạt động ok nha. Rồi em sẽ thử lại hai cái lo men. Hai lo men. Ta sẽ chuyển lên hai lo men. Chức năng là 6Hz input. Rồi vẫn sử dụng là bass chép bình thường nha. Rồi hoạt động ok nha. Coi như là anh em chỉ sử dụng là chế độ 6Hz input mà thôi. Và ta sử dụng riêng một cái chế độ này và vẫn chỉnh được bass chép. Và nếu như chúng ta đưa vào 5 cái ngõ vào là hai ngõ main, hai ngõ surround và ngõ center thì ở đây nó sẽ out thêm là ngoài hai cái lo men này thì nó sẽ out thêm là hai cái ngõ ria nè. Một ria, hai ria và thêm một cái ngõ là center nha. Như vậy là thật có thể chơi cùng lúc là 5 lo. Và đây là cái ngõ sub điện nha. Rồi rất là tiện lợi để ta phối ghép cùng với những chiếc vang nha. Bởi vì những chiếc vang nó sẽ có thêm cái phần out cho phần ria nè, surround và một cái phần cho lo center đầy đủ luôn nha. Và anh em phối ghép rất là phù hợp. Bởi vì nếu như ta muốn sử dụng để tăng cường thêm lo trả lời thì ta sẽ tăng thêm vào lo center, hoặc là lo bổ trợ âm nhạc thì ta sẽ tăng thêm cho cái lo rear, tổng cộng là 5 lo khi mà phối ghép cùng với vang. Coi như đây là ngoài cái chức năng của một chiếc mini stereo thông thường thì nó sẽ có thêm chức năng là 5 ngõ vào, rất là tiện lợi và rất hay để phối ghép vang karaoke với một chiếc mini Yamaha DSP AX105. Cấu hình cực khủng luôn, trọng lượng của nó lên tới là 28kg. Và hôm nay em sẽ thanh lý chiếc mini Yamaha DSP AX1 này với giá là 3.900.000 đồng. Giá ban đầu của nó khi mà hoạt động hoàn chỉnh luôn cả cổng quang là trên 7 triệu nha. Rồi anh em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.